những điểm mạnh yếu của Tô Lâm và Thủ tướng trong cuộc đấu tranh giành ghế Tổng Bí thư. Trận chiến quyền lực trên thượng tầng của Đảng Cộng sản Việt Nam có những dấu hiệu đang dần khép lại. Tuy nhiên, việc tiếp tục xử lý kỷ luật cán bộ là chuyện bình thường trong hoạt động của Đảng và Nhà nước. Theo giới phân tích, Chủ tịch nước Tô Lâm là người có khả năng cao nhất sẽ thay thế chức Tổng Bí thư của Nguyễn Phú Trọng trong thời gian tới đây. Với lý do ông Trọng tuổi cao sức yếu, khó có khả năng đảm trách tốt chức vụ Tổng Bí thư cho nhiệm kỳ tại Đại hội lần thứ 14. Hiện có 3 nhân vật là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính là những người đã trải qua 2 nhiệm kỳ Ủy viên Bộ Chính trị đủ tiêu chuẩn để trở thành Tổng Bí thư của nhiệm kỳ Đại hội 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Tuy nhiên, đối với Tổng Trọng, do điều kiện tuổi tác và sức khỏe, việc tham gia sẽ hạn chế hơn rất nhiều. Do vậy, chỉ còn 2 ứng viên là Tô Lâm và Phạm Minh Chính, nhưng cả 2 ứng viên này đều sẽ quá tuổi nghỉ hưu khi diễn ra Đại hội lần thứ 14, nên cả 2 sẽ cần có suất đặc biệt. Ông Tô Lâm được các nhà quan sát chính trị Việt Nam cho là đang trên đường hướng tới chiếc ghế Tổng Bí thư. Đặc biệt, cơ hội ông càng cao hơn khi vị trí Bộ trưởng Bộ Công an được giao cho tướng Lương Tam Quang, một cộng sự thân tín và đồng hương Hưng Yên của ông Tô Lâm. 2 nhà quan sát là giáo sư Thèn ở Úc và giáo sư Abusha ở Mỹ cùng chung nhận định như sau: việc ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam là điều rất có khả năng. Theo giáo sư Thèn, Chủ tịch Tô Lâm dù đã ra khỏi Bộ Công an nhưng vẫn còn ảnh hưởng đến công việc điều tra của cơ quan này, ông cho biết. Nếu nhìn tổng thể thì thế lực của ông Tô Lâm trong Đảng được củng cố sau khi có đến 7 trên 18 ủy viên Bộ Chính trị phải ra đi, tạo ra khoảng trống quyền lực, trong khi các tay chân thân tín của ông như Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc sẽ được cơ cấu vào Bộ Chính trị trong thời gian tới đây. Dù rằng có những đồn đoán cho rằng Chủ tịch Tô Lâm được ban lãnh đạo Bắc Kinh chấm, nhưng theo giới phân tích vẫn có ý kiến đánh giá rằng nếu ông Tô Lâm có thể chiến thắng được Thủ tướng Phạm Minh Chính thì chiến thắng này sẽ tương đối chật vật chứ không dễ dàng như đối với ông Thưởng và ông Huệ. Hiện tại Thủ tướng Phạm Minh Chính được coi là một đồng minh chính trị của Chủ tịch Tô Lâm, nhưng ông Chính vốn được mệnh danh là con tắc kẻ hoa, rất dễ đổi màu. Cách đây hơn một năăm, trước Hội nghị Trung ương thứ 7 khóa 13, Tổng Trọng đã công khai tuyên bố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có trốn cũng không trốn mãi được đâu, trong khi bà Nhàn được coi là người tình của ông Chính. Tuy nhiên khi đó có lẽ Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho rằng không cần thiết phải nỗ lực bắt cóc bà Nhàn từ Đức về cho Tổng Trọng, vì để ông Chính tiếp tục nắm giữ cương vị Thủ tướng sẽ có lợi hơn cho ông. Giáo sư Abuja vào ngày 22 tháng 5 đã nhận định ứng viên nặng ký thứ 2 cho chức Tổng Bí thư là Thủ tướng Phạm Minh Chính, vì ông cho rằng sau khi rời ghế Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm khó có thể hạ được ông Phạm Minh Chính. Trong khi đó, giáo sư Thèn để nhận xét hành trình sẽ không hoàn toàn thuận lợi cho ông Tô Lâm vì ông không được ủng hộ cao trong Đảng. Bằng chứng là trong cuộc bỏ phiếu đối với 44 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn vào năm 2023, ông Tô Lâm có số phiếu tín nhiệm cao khá thấp, và lại Đảng Cộng sản Việt Nam luôn ưu tiên cho việc đồng thuận nội bộ, trong khi ông Tô Lâm lại là một ứng viên gây chia rẽ trong Đảng. Thủ tướng Phạm Minh Chính vốn xuất thân từ Thứ trưởng Bộ Công an, và hơn thế nữa, giáo sư Thèn cho biết, dù ông Chính cũng đối mặt với cáo buộc tham nhũng, nhưng ông Chính có được thuận lợi hơn ông Tô Lâm bởi đa số thành viên Bộ Chính trị đã phản đối việc xử lý ông Chính theo đề nghị của ông Trọng. Theo giới quan sát, ông Tô Lâm có một điểm yếu trầm trọng, đó là việc kinh doanh mở rộng của ông Tô Dũng là em trai của ông Tô Lâm. Tập đoàn Xuân Cầu lớn mạnh với tài sản những hàng tỷ đô la, chủ yếu là nhờ vào quyền lực và các mối quan hệ của ông Tô Lâm. Trong khi các ông Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ đều bị mất chức vì có dính líu đến sai phạm của các tập đoàn sân sau như Phúc Sơn, Thuận An. Trong lúc tập đoàn Xuân Cầu bị đồn đoán rằng họ đang bị quân đội điều tra về một thương vụ đất đai ở Đài Phát Thanh Mễ Trì, nơi ông Tô Dũng đang đầu tư xây dựng, và nếu tin đồn này là đúng thì Bộ Công an cũng không thể can thiệp vào cuộc điều tra của Bộ Quốc phòng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin điểm mạnh và thế yếu của Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc đấu giành ghế Tổng Bí thư. Vì sao đến lúc này Đinh Tiến Dũng mới bị kỷ luật và những bí mật chưa từng tiết lộ? Cuối cùng cũng đến lượt ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, đương kim Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ, Đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ Đại hội 12 2016-2021 bị gọi tên. Truyền thông nhà nước vào ngày 15 tháng 6 đồng loạt đưa tin, tại kỳ họp lần thứ 42, từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị kỷ luật ông Đinh Tiến Dũng,
chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc họp này. Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật với Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 và cá nhân ông Đinh Tiến Dũng, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính khi đó. Ngoài ra còn có hàng loạt các ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính và một số tổ chức đảng, đảng viên khác của bộ này cũng bị đề nghị kỷ luật. Đáng chú ý, kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ghi rõ như sau: những vi phạm ở Bộ Tài chính đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thất thoát, lãng phí lớn ngân sách của nhà nước và thiệt hại cho nhà đầu tư trái phiếu, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, kinh doanh và trật tự an toàn xã hội, gây dư luận xấu, bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Được biết, sau đại hội lần thứ 13 và trung tuần tháng 9 năm 2021, truyền thông nhà nước từng đồng loạt đưa tin Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 có một số vi phạm, khuyết điểm. Đó là lý do vì sao đã từ lâu công luận đã cho rằng thanh củi gộc Đinh Tiến Dũng sẽ trở thành quan chức cấp cao tiếp theo bị đưa vào lò của Tổng Trọng. Vào thời điểm đó, truyền thông nhà nước mô tả ông Đinh Tiến Dũng bị cáo buộc có dính líu tới việc thao túng thị trường chứng khoán, tiếp tay cho các tập đoàn tư nhân trong việc phát hành trái phiếu, cụ thể là thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra đối với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các sở giao dịch chứng khoán, để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành một số văn bản không phù hợp với quy định của pháp luật. Trên thực tế, sự lỏng lẻo trong việc cho phép các doanh nghiệp dưới chuẩn được phát hành trái phiếu đã gây ra hậu quả nghiêm trọng cho xã hội và ngành tài chính. Rất nhiều vụ doanh nghiệp phát hành trái phiếu đã không đủ khả năng hoặc cố ý chây ý không thanh toán trái phiếu đến hạn cho nhà đầu tư như các công ty bất động sản được công bố trong những thời gian vừa qua. Điều đáng chú ý là với những sai phạm được đánh giá là tày đỉnh như vậy, đã xảy ra từ nhiệm kỳ đại hội lần thứ 12, nhưng ông Đinh Tiến Dũng không những không bị kỷ luật mà còn được ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị đưa vào tổ chức này, đồng thời phân công làm Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội. Theo giới thạo tin, ông Dũng cũng giống như cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và một số bộ trưởng đã nhúng chàm từ nhiệm kỳ trước, song do chịu bỏ ra số tiền rất lớn để chạy tội và chạy chức cho nhiệm kỳ tiếp theo. Việc này giúp cho Tổng Trọng và trợ lý Hồ Mẫu Ngoạt hưởng lợi nhiều nhất. Cụ thể, Hồ Mẫu Ngoạt thu được những khoản tiền khổng lồ do quan chức chạy tội để không bị kỷ luật và cả tiền mua ghế ủy viên Bộ Chính trị để mà thăng tiến. Còn Tổng Trọng thì nắm trong tay cái án treo lơ lửng này để khống chế các ủy viên Bộ Chính trị phải biểu quyết theo ý của ông ta. Đó là lý do vì sao tỷ lệ phiếu theo ý của ông Tổng Trọng luôn áp đảo trong các nghị quyết của Bộ Chính trị. Vẫn theo giới thạo tin, cho đến lúc này, Tổng Trọng coi như đã bị Chủ tịch nước Tô Lâm lột hết quyền lực trong đảng và trở thành một ông vua bù nhìn. Việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét thi hành kỷ luật đối với Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021, ông Đinh Tiến Dũng, hàng loạt các ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính là do Tô Lâm và phe cánh gây áp lực. Đây là những dấu hiệu cho thấy phe cánh của Tô Lâm bắt đầu khởi động và xúc tiến thu hồi chiến quả từ phe Nghệ Tĩnh. Đó là các bộ như Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường đều là những mỏ vàng lộ thiên, lâu nay thuộc quyền quản lý của phe Nghệ An nói riêng và phe Nghệ Tĩnh nói chung. Tổng Trọng đã hết sức ưu ái cho phe cánh này trong suốt thời gian ông ta nắm giữ quyền lực và ngồi trên chiếc ghế người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Công luận và giới quan sát cho rằng phải chăng giai đoạn cá ăn kiến của Tổng Trọng đã kết thúc để chuyển sang chương mới mang tên kiến ăn cá. Đây là nỗi kinh hoàng lớn nhất luôn ám ảnh ông Tổng Trọng, khiến ông không dám nghỉ hưu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin vì sao đến lúc này Đinh Tiến Dũng mới bị kỷ luật và những bí mật chưa từng tiết lộ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.